Rồi các bạn này, cái này là hít sừng đôi to này các bạn này. Hít sừng đôi to này là gì? Để các bạn có thể hít trực tiếp trên da nhé các bạn nhé. Thì các bạn thay đổi cái góc độ này thì cái độ hít nó khác nhau. Cho nằm xuống này thì hít nó sẽ mạnh. Hít cái này để làm săn chắc da và làm thư giãn. Đó, không những ở trên tay này, trên mông, trên đùi và nhất là vùng trên bụng này các bạn này. Các bạn hít lên trên như này để nó chống sệ bụng, làm săn chắc da bụng. Và các bạn còn hít cái này để đằng sau lưng nữa để chữa đau lưng và chữa cong vẹo cuộc sống. Và hít như thế này nữa để làm gì? Nó làm chống cái thoát vị đệ đệm, nhất là thoát vị đệ đệm về phía trước. Rồi cái quan trọng nhất của cái này các bạn này, các bạn hít kéo lên trên này để làm săn chắc vùng ngực. Và cái này nó sẽ làm cho gì? Từ mướp sẽ thành bưởi năm roi chính hãng. Đấy, hít hàng ngày như này. Thế liều lượng bao giờ bao nhiêu? Các bạn cứ làm như vậy khoảng 5-10 phút. 5-10 phút làm như này và một ngày các bạn có thể thực hiện từ 3-4 lần như này. Và các bạn thực hiện liên tục trong vòng 1 tháng. Đó, để đánh giá kết quả. Và các bạn cứ làm thì cái này nó rất là an toàn. Nó vừa làm đẹp da, vừa làm săn chắc, vừa làm thư giãn, vừa làm đẹp cho cơ thể mình, rồi làm giảm béo trên bụng nữa. Chúc các bạn thành công.